nóng trong ngày, méo miệng, tê lưỡi, liệt cơ mặt vì quạt gió tắm khuya. Thưa quý vị, trong những ngày thời tiết nắng nóng đỉnh điểm hoặc mưa gió triền miên thì những thói quen như là để quạt gió thổi trực tiếp vào mặt, tắm quá khuya có thể làm méo miệng, liệt cơ mặt. Và trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp không may đã xảy ra đến từ những hành động tưởng chừng như vô hại này. Mong quý vị hết sức lưu ý. Anh H, 24 tuổi, ngụ tại Hà Nội chia sẻ, buổi sáng sau khi tỉnh dậy, anh bỗng nhiên không thể ngậm một bên miệng và điều khiển cơ mặt. Sau khi kiểm tra tổng quát tại khoa thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh được chẩn đoán là liệt dây thần kinh số 7. Nguyên nhân đến từ việc anh để quạt thổi trực tiếp về phía mặt vào ban đêm, cộng thêm thể trạng yếu khiến cơ thể nhiễm lạnh. Một trường hợp khác cũng được kể lại rằng, tối hôm đó, chị A đi tập về khá muộn và tắm lúc 11 giờ đêm. Ngay buổi sáng hôm sau, chị có cảm giác tê lưỡi và mất vị giác. Do trước đây từng biết một người bạn gặp tình huống tương tự, nên chị biết đây là dấu hiệu của chứng méo miệng và nhanh chóng đi khám. Bác sĩ xác nhận chị bị liệt dây thần kinh số 7 và may mắn chỉ bị nghẽn một phần ở ống dẫn truyền. Theo đó, vẻ ngoài của chị bị ảnh hưởng khá nhiều trong những ngày tiếp theo, một bên khuôn mặt bị méo thấy rõ, chị gặp khó khăn trong giao tiếp và thậm chí cả việc ăn uống hàng ngày. Trưởng khoa điều trị liệt vận động Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, khoa thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân gặp vấn đề với dây thần kinh số 7 do nhiễm phong hàn, gió lạnh. Bệnh có thể gặp ở các thời điểm trong năm nhưng thường ghi nhận nhiều khi trời chuyển lạnh đột ngột, thời tiết đại hàn. Những trường hợp khác mắc bệnh do nằm điều hòa, quạt thổi vào người, tắm muộn về đêm. Theo đó, chuyên gia khuyến cáo việc sử dụng quạt mát, điều hòa không đúng cách hoặc nằm trong phòng không kính, có gió lạnh thổi sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Người dân cần đảm bảo giữ ấm cơ thể, không tắm quá muộn, hạn chế uống rượu bia. Người bệnh cũng không được phép chủ quan, tuyệt đối không tự ý chữa bằng các phương pháp dân gian, phản khoa học. Sai lầm này khiến tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn, gây khó khăn trong quá trình điều trị. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!